Training language Romania free. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình học tiếng bôi giao tiếp chứng Romani song ngữ Romani và tiếng Anh. Và trước khi vào bài học thì tôi sẽ đưa các bạn ghé thăm cái kênh của tôi. Các bạn hãy lên YouTube và gõ từ khóa học giao tiếp tiếng Romani. Đây, nó có tất cả những bài học thì tôi đã lên tập. Các bạn nhớ vào đấy kênh nền này. Đây, đây là tổng hợp những cái bài học. Các bạn nhớ vào danh sách phát. Ấn vào danh sách phát nhé. Đây là tổng hợp những cái bài học của chúng tôi. Training language Romania free. Có những cái bài học của chúng tôi. Và các bạn nếu mà có những cái thắc mắc nào thì nhớ đăng ký vào kênh, bình luận, like, share cho tôi. Và để quay lại với bài học ngày hôm nay thì tôi có rất nhiều bài học nhưng mà do nhu cầu thời gian không có nên tôi sẽ ra video đều hàng tuần. Trước khi vào bài học thì tôi có demo cho các bạn, đó là về mô hình học. Đây là buổi chương trình học bôi nhé, song ngữ bôi tiếng Romani. Sau đấy là những cái dụng cụ làm việc và một số câu từ song Romani và tiếng Anh. Thế để mở đầu cái bài học ngày hôm nay, đây là những cái dụng cụ làm việc nhé. Các bạn thấy những dụng cụ làm việc rất là cần thiết cho tất cả mọi người. Thứ nhất đó là cái tủ đồ, ta hay gọi là ladder. Nó tiếng Romani là ladder, nhưng mà tiếng Anh là bậc. Cái chổi mătura, cái chổi tiếng Romani người ta gọi là mătura. Hay là khi mà nhắc đến từ này thì người ta nghĩa là đi quẹt sòn, hay là cái chổi ấy. Nhìn này là mătura này là đi quẹt sòn. Cái này tiếng Anh là broom. Còn với cái máy may thì tiếng Anh người ta hay dùng đó là polyzone, đó là máy may. Tiếng Anh thì ring machine. Ring thì là người hay đa số là may, ringing may, machine, ringing machine, máy may. Dây điện tiếng Romani ở dây điện đấy, ở dây điện thì người ta hay dùng đó là cablu, đọc nhanh này, cablu. Tiếng Anh có hai loại, người ta hay dùng đó là cable, và từ người ta hay dùng hiện tại đấy là electric wire, đó là tiếng Anh. Hay như các ta dùng một cái từ cạp đó là cable đấy, nhưng mà đấy ở bên Ru người ta dùng là cable. Như bạn thắc mắc hỏi tại sao lại hỏi tôi tại sao lại không dùng song ngữ Anh, Ru và Việt, như vậy thì sẽ hợp lý hơn cho những người mà thuần về cái chương trình dùng song ngữ Anh Việt. Thì tôi đã ra video clip này cho tất cả các bạn tham khảo mà để đã mai trong tiếng Anh ấy thì là rainy storm, nhưng tiếng Romani là người ta hay dùng là piatră, búa thì là ciocan, tiếng Romani là ciocan. Mình hay nói đùa đó là chó cắn đấy, ciocan. Tiếng Anh là hammer. Hammer.
dây hơi người ta gọi là putun, tiếng Romani là đó là putun, tiếng Anh steam wind đó là wind, giống như kiểu dây hơi steam. Cái kính đó là cái bảo bảo hộ bề mặt, tiếng Anh là glass, glass đọc tiếng Anh glass, giống như cái cốc ấy. Cái cốc mình là glass nhưng mà đây là sheet, mình sẽ sao glass sheet đó tiếng Anh luôn nữa. Tiếng Rô là Okela, đọc trầm mùng như nhanh Okela Okela đó. Con dao, cái dao hay là cái mỏ hơi của mình dùng là Kuchich, Kuchich giống như một cắt đấy, một cắt có được cắt là Kuchich. Tiếng Anh là net, net tiếng Anh là dao, net không phải là đọc cao net mà là âm tuyệt âm cao, net. Tất tay hay là tất tay cái bao tay bảo hộ ấy thì người ta dùng đó là mânuși, tiếng Romani mânuși, mânuși. Hay là tiếng Anh thì handsock, hay có như cái người ta dùng gloves cũng là tất tay, gloves cũng là bao tay, gloves English nhé. Tiếng Anh có thể cái bút, bút để viết thì dùng là pit, pit đó là cái bút, tiếng Romani là pit, tiếng Anh là pen, pen dây. Và đến dây thì người ta nhắc đến là tiếng Anh là shoe, hay là dây bảo hộ là safety shoe. Dây ở Romania có hai loại, một cái là Bucci và shoe người ta cũng hay dùng, đa số tiếng Ru người ta dùng là Bucci. Quần áo thì là salopette, salopette quần áo tiếng Anh clothes, clothes clothes. Và các bạn nhớ để ghi vào vỡ hay là một cái dùng bút giấy vào đó để ghi để nhớ học thuộc những từ này thì sẽ có ích cho trong công việc của mình. Sau đó sau cái chương trình học này tôi sẽ ra những cái đó có lịch, đó là những từ thông dụng nhất dành cho dân giao tiếp công trường. Đấy thì một thời gian tới tôi sẽ ra một số video cho tất cả bạn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, like và share cho mình để cập nhật những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại. Training language Romania free.